Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 68. Nhân Đức đọc một công đoạn của ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, ngài dạy. Công đoạn này có mấy chữ ít thôi, nhưng mà cũng gây dựng cho chúng ta tu Pháp Môn Tịnh Độ. Và Pháp Môn Tịnh Độ cũng là pháp tu mà đúng với căn tính chúng sanh trong thời mạt pháp mà chúng ta có thể áp dụng được. Thánh đạo môn tuy thâm diệu, nhưng thời điểm và căn cơ chẳng tương ứng. Tịnh độ môn hình như là nông cạn, nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng. Thánh đạo môn thì giống như ngoài tịnh độ gọi là thánh đạo môn đó quý vị. Thì công đoạn này nói rằng là tuy thâm diệu, nhưng thời điểm và căn cơ chẳng tương ứng. Thời điểm này, căn cơ này không tương ứng tu ngoài pháp môn tịnh độ. Tịnh độ môn hình như là nông cạn, nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng. Thì nghe rất rõ ràng. Nên có những người, người ta chạy theo cái thâm diệu, mà bản thân người ta không làm được gì hết. Người ta chỉ có cái tâm mà gọi là ngưỡng mộ thôi. Ngưỡng mộ thôi. Nên những đức tặng tượng Phật cho hàng Phật tử, cho quý vị biết rằng trong cái thời điểm mà dịch bệnh, những đức cũng bị dịch, và những đức mỗi ngày đều có chia sẻ Phật pháp. Những đức đã ngồi suy nghĩ rất là kỹ. Nếu như kiếp nạn nhân sinh có những lúc nhiều người chúng ta sẽ không đi đến chùa được, không đi ra ngoài được luôn, như cái mùa dịch đó, thì những đức hỏi quý vị, phải là gia đình quý vị có ngôi tam bảo và có phương pháp niệm Phật lễ Phật, điều hộ niệm tại gia đình, vì thấy đặc biệt không? Thì vị nghe công đoạn này thì vị nhận thức liền cái gì đó. Tịnh độ môn hình như nông cạn, nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng. Nó quá tương ứng cho khi chúng ta gặp kiếp nạn. Quý vị thấy dịch bệnh suốt mấy năm, quý vị có thể đi lang thang ngoài đường được không? Rồi quý vị lấy những cái điều ngưỡng mộ đã áp dụng, đi vòng vòng nhà quý vị để trong mùa dịch áp dụng tu được không? Vì hãy bình tĩnh suy nghĩ. Hãy bình tĩnh suy nghĩ. Nên những đức đặt tượng Phật nhiều như vậy, cho Phật tử thỉnh tượng Phật nhiều như vậy là vì lý do gì? Là vì lý do tại gia đình quý vị có ngôi tam bảo sẽ ảnh hưởng từng đời gia đạo quý vị. Thêm một cái nữa, gia đình quý vị sẽ được thịnh vượng từ ngay chỗ có mặt tâm linh tại gia đình, niệm Phật lễ Phật nghe pháp tại nhà. Sự lợi ích cực kỳ lớn là thí dụ như có khi sự cố gì mình không ra ngoài được, thì chúng ta tại gia đình cũng áp dụng tu được luôn. Nên pháp môn tịnh độ này, xin thưa quý vị, nó rất phù hợp vào căn tính của chúng sanh, cực kỳ phù hợp luôn.
để áp dụng cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Và Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã chỉ điểm chúng ta thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu rõ ràng. Quý vị biết rằng á, nhiều người ở trong cái cuộc đời này của chúng ta, dù là học Phật luôn cũng bị mang cái bệnh này nè quý vị. Cái bệnh là không muốn bỏ công bỏ vốn mà muốn thu nhập. Cái bệnh này nhiều người bị lắm quý vị. Rất nhiều người bị cái bệnh này. Nhưng Đức nói quý vị nghe chứ, bất cứ cái gì cũng phải bỏ công và bỏ vốn. Nhưng không bỏ công thì cũng phải bỏ vốn, không bỏ vốn thì cũng phải bỏ công. Vậy là nội tài và ngoại tài. Chứ nếu mà không muốn bỏ cái gì ra mà muốn thu nhập thì khó lắm. Cực kỳ khó lắm. Thí dụ như đi đến nơi nào mà không cần bố thí cúng dường, hoặc là bố thí cúng dường mà ta không nhận thì đó là số 1. Thì vì không làm được điều đó. Điều thứ hai là khỏi cần phải niệm Phật lễ Phật, đi vòng vòng kính lễ chơi một chút thì được, đó là số 1. Còn nếu như mà bắt ngồi một chỗ tu, hay lễ Quan Âm, hay ngồi nghe pháp lâu thì không làm được. Nên rõ ràng cái căn tính thờ mạt pháp quý vị nhìn kỹ đi. Bởi vì Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói là ức ức người tu, không có người đắc đạo. Duy chỉ có những người gặp pháp môn tịnh độ, gây dựng tín nguyện niệm Phật thì mới có cơ hội một đời giải thoát này thôi. Mình tu tập, mình chỉ cần bình tĩnh ngồi suy nghĩ, nhìn nhận sâu sắc thôi, thì thấy căn tính chúng sanh thờ mạt pháp là biết liền. Thì quý vị biết bao nhiêu kiếp nạn xảy đến với con người bây giờ là rõ ràng. Quý vị biết rằng là chạy đua theo cái quyền diệu, chạy đua theo cái quyền diệu. Những cái điều mà để hành trì thì quý vị biết rằng không làm, làm biến lắm. Vậy thì khi cơn vô thường đến với chúng ta bất tử, chúng ta trở tay sao kịp quý vị? Sao trở tay kịp đây? Nên nhận thức sâu sắc đi, làm sao trở tay kịp khi cơn vô thường bất chợt đến. Nên bữa nay là quý Phật tử khắp nơi nơi người ta tập trung về dự ngày lễ Phật đản tại chùa chúng ta bên đại Tùng Lâm. Đoàn khắp nơi nơi về chiều nay là rất đông. Buổi tối hôm nay nhà Đức cũng có một bài giảng ở bên đậu tràng 3. Mình cũng hết lòng hết dạ dựa vào những chương trình lễ hội, người ta về đông, đặt 1.000 bộ tượng Phật để tặng cho họ, động viên họ. Thỉnh tượng Phật thờ tại gia đình của ngôi Tam Bảo. Dù có những người họ chưa biết tu gì nhưng gặp Phật Bồ Tát, họ cũng có cái tâm cung kính và họ hiền bớt đi. Ví dụ như trước Phật Bồ Tát mà ngồi ăn nhậu xé thịt đồ ăn thì con người ta nó cũng phải thấy run sợ một chút. Sợ hãi đó cũng là phát thiện tâm. Nên đặt tượng Phật cho họ, thỉnh tượng Phật chỉ họ dễ nhất để an vị Phật luôn. Đó là bật điều niệm Phật lễ Phật lên tu thờ. Khi tôn tượng xong, niệm Phật lễ Phật, gia đình Phật tử biết làm thì đọc Tam Quy Y để mà phóng sanh. Cái nữa là cái chương trình an vị Phật xong, vừa tặng tượng Phật mà vừa chỉ an vị Phật, cực kỳ dễ luôn quý vị coi. Vì sao? Vì sao như Đức hướng dẫn dễ như vậy? Vì căn tính chúng sanh thờ mạt pháp. Vì căn tính chúng sanh thờ mạt pháp, không muốn bỏ công bỏ của mà muốn thu nhập, thì mình chỉ họ đơn giản nhất, dễ làm nhất, dễ áp dụng nhất, mà chỉ có một tịnh độ dễ nhất. Chỉ có một tịnh độ này là dễ nhất. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài mới chỉ chúng sanh thờ mạt pháp, niệm Phật thành tựu. Nên công đoạn này Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân Ngài nói rằng là
Thánh đạo môn tuy thâm diệu nhưng thời điểm và căn cơ chẳng tương ứng. Đúng rồi. Thời điểm này con người ta bận bịu cơm áo gạo tiền, ở đâu mà ngồi đó, ở đâu mà ngồi đó để mà thiền định. Rồi bây giờ bỏ công ăn việc làm đi vòng vòng ngoài đường được không? Không được luôn. Nên từ nơi đó mà họ chỉ có sự ngưỡng mộ. Sự ngưỡng mộ này, sự cung kính này là đúng. Việc người ta làm đó, chúng ta nhìn thấy mình làm được nên rất cung kính, rất là cung kính. Nhưng quý vị coi, sự cung kính đó nhưng mà không tán thán được gì, sao không áp dụng được? Không có áp dụng được quý vị à. Hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi, quý vị áp dụng được không? Mà bây giờ quý vị chỉ có nhìn ngưỡng mộ thôi, vị Phật Pháp này quý vị được lợi ích gì? Quý vị chỉ có cảm giác rằng là cung kính, thấy người ta làm ghê gớm quá, làm được thôi, vậy thôi. Làm cái chuyện đi ngoài nắng, đi bộ, mình làm không được. Nhưng bây giờ mình cung kính rồi đó, mình thấy rằng là đúng là cái hạnh dữ dằn quá. Nhưng quý vị có làm được theo không? Mà trong cái Phật Pháp á, là dạy con người ta là làm được. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nói câu: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ như ta. Những gì ta làm được thì chúng sanh sẽ làm được. Nên Ngài muốn phân ra 3 giai đoạn để cho chúng sanh tu tập. Thời Ngài còn tại thế, Ngài dạy trì giới thành tựu, tu những hạnh đầu đà thành tựu, chứng quả A-la-hán. Thờ tượng Pháp thiền định thành tựu, thờ mạt Pháp niệm Phật thành tựu. Quý vị coi, Đức Phật phân ra 3 công đoạn thời gian để áp dụng phù hợp căn tính cho chúng sanh. Nên mình á, học Phật mình phải có một cái góc độ cực kỳ sâu sắc để nhìn một cái pháp tu mà chính mình áp dụng mỗi lúc mỗi nơi được. Nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta chọn môn tịnh độ rất phù hợp vào căn tính, thời điểm, thời tiết, nhân duyên trong thời cuộc. Có người có bạn biểu cỡ nào thì cũng niệm Phật được, áp dụng có Phật hiệu trong cuộc sống được, đi đứng nằm ngồi niệm Phật được. Và từ ngay cái chỗ niệm Phật, chữ Phật là chữ giác ngộ. Nên chữ Phật này cũng nhắc chúng ta hiếu với cha mẹ mình, có tâm cung kính biết ơn người, hòa thuận với anh em. Những gì mình không muốn thì đừng đem cho người. Không dám trộm cắp của ai, không dám lấy vợ lấy chồng người khác. Đó, từ một câu Phật hiệu nhắc nhở chúng ta những cái hành động phát thiện ra để sống tốt trong cuộc đời này. Từ niệm một câu Phật hiệu, đem câu Phật hiệu này áp dụng trong cuộc sống. Thí dụ như tối đêm nay nhờ Đức giảng Pháp này, Phật tử về khắp nơi nơi về dự cái Pháp hội Phật Đản ngày mai. Sáng sớm là Pháp hội Di Đà, vì coi rất là đông. Đưa cái pháp tu mà Đức Phật chỉ điểm, thờ một pháp niệm Phật thành tựu, chúng sanh hội tụ về tu tập được cực kỳ đông. Nếu như bây giờ những đức kêu họ về đây để đi vòng vòng, họ không đi nổi đâu quý vị. Nó cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như những đức nói những điều cao xa họ làm không được thì cũng vì vô ích. Nên như Đức nói những điều đơn giản nhất, nên mỗi một con người gặp pháp môn tịnh độ phải biết chân quý. Đừng để lún qua một đời khi mình được thân người và để bỏ thân người vô nghĩa. Phật Pháp không chỉ để cho mình ngưỡng mộ chơi đó quý vị. Thật sự không phải để cho mình ngưỡng mộ chơi đó quý vị à. Mà Phật Pháp có thể dạy cho chúng ta một đời này giải thoát. Mà trong hiện đời tu mình đã có tâm an lạc, vui vẻ và tự tại. Phật Pháp không phải là chỉ nhìn ngưỡng mộ chơi đâu. Thật sự, nếu là để nhìn ngưỡng mộ chơi thì Phật Pháp không có cái gì quan trọng quá. Phải nhớ kỹ điều này. Mỗi một con người chúng ta nhất định phải bỏ công mới gặt quả, gọi là công quả. Không thể nào chỉ nhìn chớ ngưỡng mộ thì sẽ thanh quả đâu quý vị à. Mà phải đem một cái pháp tu để hướng dẫn cho người khác hành trì được. Đây mới là sự lợi ích xác thực trong Phật Pháp.
Khi quý vị nhận thức được thì mỗi một con người khi mình về được về chùa, ngay ngôi chùa chuyên tu, mỗi ngày mình lên mình tu tập cho ổn định. Có một cái cô này, cô đến dự cái pháp hội ở chùa mình, chỉ tu có một ngày thôi. Tối đêm đó, ba cô đã chết nhiều năm về báo mộng với cô rằng ba cô rất cảm ơn cô. Nương vào một cái pháp hội tu tập, đại chúng đông, niệm Phật nghe pháp, lễ Phật, làm những việc phước thiện hồi hướng cho ba cô. Ba cô cảm ơn cô. Cô hỏi Nhân Đức, Nhân Đức nói rằng thí dụ như Nhân Đức là một người đang ở trong tù khổ cực, có người giúp Nhân Đức ra khỏi tù, Nhân Đức sẽ cảm ơn người đó. Quý vị tự hiểu. Nên mình được đi về chùa dự những khóa tu đông như vậy, cố gắng có chữ nhẫn và áp dụng bốn chữ: từ bi hỷ xả. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, hỷ là quan hỷ, xả là buông xuống, là gặp những sự việc không vừa lòng không vừa ý buông xuống, để mình về mình tu tập mình được sự lợi ích, được có kết quả, có thành quả. Giống như bỏ công gặt quả là từ chữ nhẫn mà ra. Sống đông người, sống chỗ đông người, tính này tính kia tính nọ mặc kệ họ, mình cứ cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật, nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị. Tín nguyện niệm Phật kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.